thêm một cái dòng sản phẩm trong phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn của nhà máy Dehanmoto vừa cho ra mắt vào tháng 4 vừa rồi. Và ngày hôm nay chính thức đã có mặt tại showroom mình. Mình sẽ điểm qua nhanh về cái dòng sản phẩm này cũng như cập nhật giá bán và chương trình khuyến mãi cho quý khách hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thiết kế hầu như là hoàn toàn mới. Đây là một cái thiết kế mới trên các dòng xe hiện đại của Terraco ngày nay, mang cái xu hướng tương lai ha. Chúng ta sẽ có mặt ga lăng được cách điệu chia tầng rất là bắt mắt, và kèm theo đó là một cái logo GDI, một cái công nghệ mà Dehanmoto đã tập trung và phát triển rất lâu rồi. Hôm nay mới chính thức cho ra mắt trên cái dòng sản phẩm thế hệ mới của mình. Còn cái kiểu cabin thì rất là quen thuộc, thì quý khách hàng cũng có thể thấy là cabin này là áp dụng trên cái mẫu Terra 100, nhưng mà đối với cái mẫu Terra Star này nó được tinh chỉnh và facelift lại thôi, nhìn rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi ngang bên hông nha, và camera sẽ đi theo mình luôn ha. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản thùng mui bạc, và ở đây là phiên bản thùng mui bạc mở bẩn, rất thuận tiện cho quý khách hàng có thể là lên xuống hàng hóa khi mà vận hành vận chuyển để chở hàng ha. Rồi vẫn là cái cấu hình tương tự như cái dòng Terra 100 thôi, trước hệ thống treo là trước phuộc sau nhíp, và đặc biệt hơn là cái thùng này là nó dài hơn so với dòng Terra 100. Đây có thể nói là cái xu hướng của các dòng xe tải ngày nay, khi mà vừa tháng vừa rồi á thì SRM cũng cho ra mắt cái dòng SRM T50, và có trên kênh mình mới vừa đăng lên luôn, và mình sẽ up cái video này lên để cạnh tranh, để so sánh. Và chắc chắn rồi sẽ có một cái video hai sản phẩm đậu cùng một lúc, và mình sẽ so sánh hai cái dòng sản phẩm này cho quý khách hàng ha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể về sản phẩm Terra Star này trước. Rồi đi ra phía sau thùng ha. Đây là bên trong cái lồng thùng của cái dòng Terra Star thế hệ mới. Chúng ta sẽ có cái chiều dài lọt lồng thùng là 3m05, và chiều rộng á, và chiều rộng của lồng thùng sẽ là 1m61, chiều cao sẽ là 1m57. Với cái phiên bản thùng này á thì chúng ta sẽ có thêm một phiên bản thùng lửng và một phiên bản thùng kính, kèm theo đó là gì, phiên bản thùng kính cánh dơi. Đó là cái phiên bản mới mà Dehanmoto đã cho ra mắt trong năm nay. Nhưng trước tiên là chúng ta đi vào nội thất để xem khoang nội thất trước đi. Theo như đánh giá cá nhân của mình ha, đây là cái khoang nội thất có thể nói là gần như tương đồng với một con ô tô con ha. Bởi vì sao? Cái vô lăng này á, ba chấu vô lăng này thì hầu như quý khách hàng chỉ thấy trên các dòng xe ô tô thôi. Ngoài ra là cái cách bố trí táp lô á, với những cửa gió điều hòa dọc xẻ ngang như thế này ha, rất giống các dòng xe ô tô. Ngoài ra đó, màn hình sẽ được tích hợp trong cái táp lô của xe luôn đó. Rồi cái bảng điều khiển trung tâm á, thì đồng hồ thể thao thể hiện đầy đủ các tính năng ha. Điều hòa thì hai chiều theo xe. Rồi ghế thì chúng ta sẽ có gì, một bộ ghế bọc da nha, một bộ ghế bọc da hai tông màu theo chỉ nổi, rất là đẹp, thể thao ôm lưng ha. Đây chúng ta có thêm cái bệ tì tay cho bắt tài nữa nè đó. Rồi sẽ có cái gì nữa, ngoài ra một số cái công nghệ được trang bị tiêu chuẩn đối với cái dòng xe tải hiện đại ngày nay thì có gì, ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống lực phanh, phân bố lực phanh điện tử EBD. Ngoài ra là gì, EBS, hệ thống trợ lực điện tay lái, là những gì mà cái dòng sản phẩm này đang có ha. Rồi mình sẽ báo giá cho quý khách hàng luôn. Với cái giá bán và chương trình hiện tại thì đối với cái dòng Terra Star này ha, chúng ta sẽ được khuyến mãi là 100% lệ phí trước bạ trong cái tháng 6, cuối tháng 6 này và đầu tháng 7 tới. Ngoài ra sẽ được nhà máy tặng thêm một cái bơm điện như thế này ha. Rồi giá bán đối với phiên bản thùng mui bạc thời điểm hiện tại là chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đó. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp hotline bên dưới của mình, hoặc là đến trực tiếp showroom để xem xe và trải nghiệm và lấy thử, để mình tư vấn cụ thể hơn về các quy trình về thủ tục trả góp cũng như là quy trình thanh toán và mua xe như thế nào ha, và thời gian nhận xe. Rồi video đến đây là kết thúc ha, video cập nhật nhanh thôi. Nếu quý khách hàng video hay á thì quý khách hàng để lại like, share và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Mình sẽ lên sóng một cái video so sánh SRM T50 với sản phẩm này, cũng như sản phẩm này với sản phẩm tiền nhiệm trước đó là Terra 100. Quý khách hàng nhớ đón xem.